tư vấn máy bay nông nghiệp DJI Agrat T10 có tốt không? Dưới đây, Agridrone sẽ cung cấp cho bạn một vài thông tin để giải đáp nhiều thắc mắc bà con cần tư vấn máy bay nông nghiệp T10. Máy bay nông nghiệp DJI Agrat T10 có tốt như lời đồn? Máy bay nông nghiệp T10 rất dễ sử dụng. Máy bay nông nghiệp T10 có thiết kế nhẹ và thuận tiện, dễ dàng vận hành, độ bền cao, phun thuốc chính xác và đồng đều, hiệu quả phun cao, tăng hiệu quả các hoạt động bảo vệ thực vật, tăng sản lượng cây trồng, hình ảnh khảo sát chất lượng cao. Thiết kế gấp của máy bay phun thuốc DJI Agrat T10 tiện lợi. Vì thế, sử dụng máy bay nông nghiệp DJI T10 sẽ đem lại cho bà con một bức tranh rõ ràng về toàn bộ cánh đồng, trang trại của mình. Những hình ảnh rõ nét chụp từ trên cao giúp bà con nắm bắt, phát hiện ra những cây trồng bị nhiễm bệnh, từ đó giúp bà con có những hành động cần thiết và nhanh chóng để bảo vệ cây trồng. Sở hữu ứng dụng máy bay nông nghiệp DJI T10 chính hãng ở đâu? Máy bay nông nghiệp DJI T10 là sản phẩm công nghệ cao, do vậy bà con khi có nhu cầu đầu tư sản phẩm này nên tìm đến các địa chỉ uy tín. Agridrone cung cấp cho bà con các giải pháp công nghệ cao trong nông nghiệp, giúp nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí và lợi nhuận, giải quyết nhiều bài toán khó khăn thách thức của nền nông nghiệp trong thời đại 4.0. Với một chiếc máy bay nông nghiệp phun thuốc T10 có nhiều công năng như vậy thì giá thành là bao nhiêu? Để được tư vấn về máy bay nông nghiệp không người lái T10 của DJI, bà con xin vui lòng liên hệ Agridrone Việt Nam theo hotline 0799558855.